Xin hân hoan gửi lời kính chào tới toàn thể các bác. Chào mừng các bác cùng anh em đã đến xem và tham khảo các thiết bị âm thanh trên kênh YouTube của cửa hàng. Và một clip tiếp theo trong buổi sáng hôm nay, buổi sáng thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2020. Và lời nói đầu tiên, cho phép sẽ gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể các bà, các mẹ, các bác, các dì, các chị, các em cũng như là các bạn. Chúc mọi người có một ngày 20 tháng 10 tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, và đặc biệt là sẽ nhận được những bó hoa tươi thắm của người thân mình dành tặng. Thì trong clip này em xin được chia sẻ, em sẽ giới thiệu quay để chào bán cũng như là test những chiếc loa súp điện hàng bãi xịn do công ty B3 sản xuất. Những chiếc súp điện bát 50 từ 220 coi 100 thì hiện tại em đang chào bán có giá là 10.500.000 đồng các bạn, 10.500.000 đồng một quả các bác ơi. Súp điện các bác nhé, súp điện hay nói cách khác nó là dòng súp Active, có nghĩa là tự nó có thể nuôi được nó chứ không cần phải đánh từ đẩy ra. Các bác chỉ cần cắm tín hiệu vào là nó sẽ hoạt động bình thường. Nếu như bộ sản phẩm của các bác đang sử dụng những chiếc đẩy hai kênh với những đôi loa rất là chất, hoặc là những chiếc đẩy crown chẳng hạn, mà nghe cũng như là hát cảm giác chưa hay vì nó đang thiếu tiếng súp, thì các bác hãy sắm ngay quả súp B3 hàng bãi xịn này thì nó sẽ cải thiện chất rất là nhiều. Những quả súp thì là có hình thức nhỏ gọn này, đẹp này, súp hầm, chất âm của nó thì rất là hay, giá thành hợp lý, hàng bãi 10.500.000 các bác sở hữu ngay quả này. Và em chào bán với giá 10.500.000 là tại cửa hàng. Các bác có nhu cầu thì sẽ gọi điện cho em. Quả này em sẽ test cho anh Nguyễn Hoàng Như Ngọc, đúng không ạ? Anh hay chị gì đó, đúng không ạ? Ở Bà Rịa Vũng Tàu. Một quả súp điện B350. Anh đã ứng cho cửa hàng 1 triệu các bác nhé. Đấy, các bác có nhu cầu mua sắm súp này, loa này, hoặc là đẩy này, nó là sản phẩm nặng thì các bác vui lòng đặt cọc tiền em sẽ gửi hàng. Còn những sản phẩm nhẹ, ví dụ như vang lưng, lọc mic thì em nhận là ship code COD, hay là đầu giải mã em cũng nhận ship code COD. Thì em xin mời toàn thể các bác xem qua về nội ngoại thất đã nhé. Sau đó là em sẽ test âm một chút, đúng không ạ? Thì mời toàn thể các bác sẽ cùng kiểm chứng. Quả loa này là thùng gỗ các bác nhé, thùng hầm này, thùng gỗ này. Loa NB3 thì nó rất là chất rồi, các bác lưu ý là như vậy. Nó thua mỗi JBL thôi, còn chất lượng của nó thì tuyệt vời. Loa bao zin cho các bác cùng anh em với giá 10.500.000. Còn nếu không zin thì em sẽ bán thanh lý với giá khác, đúng không các bác? Và em mời toàn thể các bác nghe chất âm trước đã nhé. Đó, tiếng bát đánh tròn gọn căng tiếng. Chắc sâu, súp điện rất ít khi có những quả súp điện này. Em vẫn còn hàng các bác nhé, em đang chào bán giá 10.500.000 một quả, giá trên tại cửa hàng. Em nhận ship hàng trên toàn quốc và quả này đi Bà Rịa Vũng Tàu thì em gửi hàng dự kiến hết khoảng độ 350.000 tiền cước cộng với 100-150.000 tiền súp để chúng em đóng cho các bác cùng anh em. Dừng nhạc các bác thân mến, đây ạ, hình thức đẹp chưa các bác? Rất là giá trị khi các bác sở hữu những quả súp này. Đấy, súp điện thì hiện tại em đang còn các bác nhé. Vodka King thì nội thất của nó cũng là của B3, ngoại thất của nó hơi khác một chút thì giá của nó là 9.8 triệu. B3 xịn như thế này thì là 10.500.000. Tất cả đều là dòng súp hầm thùng gỗ, là các bác yên tâm. Ví dụ như có vận chuyển thì cũng không bao giờ phải suy nghĩ gì cả. Sử dụng điện 220 các bác nhá. Sử dụng điện 220. Đấy. Một lỗ thông hơi đằng trước nhỏ, một lỗ thông hơi đằng trước to. Lưới sắt vẫn còn. Thùng thì em đã sơn lại. Nói chung là rất là đẹp.
Các bác thân mến, địa chỉ cửa hàng nếu các bác muốn đến tận nơi để trải nghiệm, để tham khảo thì nhà em ở dưới chân cầu Bình, khu dân cư Trụ Thượng, phường Đồng Nạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Em giao hàng đến tận nhà rồi các bác, nếu như các bác không có điều kiện đến. Em bán trả góp cho các bác của anh em, điều kiện trả góp dưới 30 triệu đồng các bác nhá. Các bác có thể mua 30 triệu hoặc 10 triệu hoặc 1 triệu hoặc là 2-3 triệu trả góp. Cần chứng minh thư và sổ hộ khẩu hoặc chứng minh thư cộng bằng lái xe, bắt buộc phải đến cửa hàng ký giấy tờ. Nếu các bác ở quá xa không về được thì các bác phải có thẻ tín dụng. Và em xin phép gửi lời chào, hẹn gặp lại các bác của anh em ở một clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.